Paulo Conrado trao lại cơ hội cho Hoàng Vũ Samson. Samson! Hoàng Vũ Samson 2-0 cho câu lạc bộ Quảng Nam. Tạt của Phan Văn Đức. Độ xoáy của trái bóng là khá tốt nhưng điểm rơi của nó thì lại quá sâu. Chúng ta sẽ cùng xem lại cơ hội được trao cho Văn Thành. Và Mạc Đức Việt Anh là người đã khiến cho Văn Thành phải nản lòng khi kịp thời tạo ra một điểm ngăn chặn. Bóng đã đến chân các cầu thủ áo vàng. Mạnh Ngọc Hà, Xuân Tú rất tự tin để xử lý. Tiếp tục là Xuân Tú. Trọng tài đã thổi phạt Văn Thành rồi. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Văn Thành. Và như vậy là Văn Thành sẽ phải rời sân sớm sau những phản ứng của mình. Đây là một giai đoạn rất quan trọng của câu lạc bộ Công an Hà Nội và cũng là một giai đoạn rất quan trọng với những cầu thủ đang tìm kiếm cơ hội để có thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng Văn Thành đã có một động thái không thực sự đúng mực. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ còn lại 10 người trên sân. Đây đơn thuần là một tình huống mà trọng tài Lê Vũ Linh thổi phạt lỗi của Văn Thành, nhưng những phản ứng của anh với trọng tài chính là nguyên nhân dẫn đến tấm thẻ đỏ. Lên bóng dành cho câu lạc bộ Quảng Nam. Đây là cơ hội dành cho họ. 4-3. Vẫn tiếp tục là 4-3. Văn Trạng. Vẫn là Văn Trạng, đồng đội đang di chuyển, sút bóng, rất đáng tiếc và thực sự thất vọng. Rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Quảng Nam. Một thế trận rất khó đoán đang được diễn ra. Paulo Conrado, vẫn là Conrado. Tiếp tục là một pha chơi bóng xuất sắc của Bùi Tiến Dũng. Nếu không có Bùi Tiến Dũng trong tình huống vừa rồi, Nguyễn Philip sẽ phải 1-1 với Paulo Conrado. Nhưng bóng vẫn trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Quạt bóng tốt. Bóng được treo vào trong. Có được sự tiếp ứng của Hoàng Hưng. Treo bóng vào. Đánh đầu. Goal! Đó là bản năng của một tiền đạo. Hoàng Vũ Samson có những tình huống xử lý vụng về. Nhưng khi được đứng vào khu vực nguy hiểm thì anh sẽ trở lại là một sát thủ vòng cấm. Khó khăn nhân đôi rồi với huấn luyện viên Kiatisak. Mất người và bây giờ bị dẫn trước. Hoàng Vũ Samson đã giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam vượt lên ở phút 78 với một tình huống đánh đầu ở cự ly gần. Các cầu thủ áo vàng đã tiếp ứng cho nhau rất tốt. Hoàng Hưng đã dâng lên ở phía hành lang cánh phải và có một tình huống đưa bóng vào. Không khác gì là đặt vào đầu để cho Hoàng Vũ Samson đánh đầu. Giáp Tuấn Dương đã phải xâm nhập vào khu vực trung lộ bởi anh bị hút theo Hoàng Vũ Samson, hỗ trợ cho Bùi Tiến Dũng. Hoàng Hưng đã rất trông trải ở phía hành lang cánh phải để có thể tung ra một quả tạt. Lê Phạm Thành Long chắc chắn rồi, không thể ngăn cản được Hoàng Vũ Samson. Một tiền đạo có thể coi là cây trường xuân của V-League 1 là phải nhận trận thua cũng trên sân vận động Hòa Xuân cùng với câu lạc bộ chủ quản của mình. Đường truyền đã bị cắt và bây giờ là tấn công cho câu lạc bộ Quảng Nam. Paulo Conrado trao lại cơ hội cho Hoàng Vũ Samson. Hoàng Vũ Samson 2-0 cho câu lạc bộ Quảng Nam.
dấu chấm hết cho nhà đương kim vô địch trên sân vận động Hòa Xuân ở trận đấu sớm nhất cho vòng đấu thứ 17. Nguyễn Philip không vui. Huấn luyện viên Kiatisak thì lắc đầu ngao ngán. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi với câu lạc bộ Công an Hà Nội trong hiệp 2 sau tấm thẻ đỏ của Văn Thành. Và Hoàng Vũ Samson vẫn luôn như vậy. Anh có thể xử lý lóng ngóng trong những tình huống chuyền bóng, nhưng khi đặt anh vào thế 1-1 với thủ thành đối phương hay đưa anh vào khu vực 5m50 thì Hoàng Vũ Samson luôn rất lợi hại. Paulo Conrado đã chơi đồng đội để mở ra cơ hội dành cho Hoàng Vũ Samson. Một pha đặt lòng rất đơn giản, ngược với hướng đổ người của thủ thành Nguyễn Philip là quá đủ để giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam nhân đôi được cách biệt. Và đọc tình huống rất tốt là của Paulo Conrado. Tiếp tục có phản công cho câu lạc bộ Quảng Nam. Paulo Conrado, vẫn Paulo Conrado. Cơ hội được trao lại cho Văn Trạng. Văn Trạng, không ô! Đó là sự khác biệt giữa Văn Trạng và Hoàng Vũ Samson. Giữa họ có một điểm chung là Paulo Conrado đã mang tới cơ hội 10-10. Nhưng Hoàng Vũ Samson đã cho thấy bản năng của một tiền đạo hàng đầu. Còn Văn Trạng thì đã bỏ phí một cơ hội. Văn Trạng. Tiếp tục có lên bóng dành cho đội chủ nhà. Hãy hiểu một công thức đơn giản thôi. Mở bóng cho Paulo Conrado cùng với tốc độ và khả năng đột phá. Những cơ hội sẽ được trao cho các đồng đội ở phía trong. Bóng được mở sang cánh đối diện dành cho Trần Hoàng Hưng. Tiếp tục là Hoàng Hưng. Dứt điểm. Sự hưng phấn đã giúp cho Hoàng Hưng có thể tự tin tung ra một cú sút, nhưng nó không đủ khó với Nguyễn Philip. Bây giờ đến lượt phép thử của Bùi Hoàng Việt Anh. Khá thông minh, cơ hội không được. Một tình huống mà Bùi Hoàng Việt Anh chuyền bóng như một tiền vệ tấn công hàng đầu vậy. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Lê Vũ Linh. 3 điểm đầy tưng bừng đã thuộc về đội chủ nhà Quảng Nam khi họ có được chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch của giải đấu câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cú đúp của Hoàng Vũ Samson đã giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam vượt qua được câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và với 3 điểm này thì họ sẽ tiến gần đến nửa trên của bảng xếp hạng V-League 1 2023-2024. Còn với câu lạc bộ Công an Hà Nội thì họ đang đứng trước nguy cơ sẽ đánh mất vị trí thứ 3 của mình trên bảng xếp hạng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.